Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Điểm tin cuối ngày của Sun TV. Chương trình tối hôm nay, ngày 18 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây. Trấn Thành tuyên bố từ nay không trả lời phỏng vấn. Nữ sinh lớp 6 bị đánh giả mang, bất tỉnh trong lô cao su. Hà Tĩnh cấp hơn nửa tỷ đồng cho trung tâm của thần y Võ Hoàng Yên hoạt động. Xe đầu kéo lật ngang trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Sau đây sẽ là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, Trấn Thành bức xúc vì phát ngôn của mình bị bóp méo, xuyên tạc và giật tích để câu view. Anh cũng tuyên bố từ nay về sau xin phép không trả lời phỏng vấn bất cứ kênh truyền thông, báo chí nào. Vào trưa hôm qua, thì Trấn Thành đã livestream giải thích về phát ngôn. Phim bố già càng thành công, chứng tỏ người Việt ngày càng có vấn đề về tâm lý. Trấn Thành phủ nhận, tuyên bố anh không nói như vậy. Câu nói gốc là, tôi làm phim, tôi cảm thấy trong cái vui có cái tủi thân, cái buồn của tôi. Vì nếu bộ phim được đón nhận, mọi người đến xem và khóc nhiều, chứng tỏ người Việt mình đang có vấn đề tâm lý cần giải tỏa. Họ không nói chuyện với bố mẹ, có vấn đề giao tiếp giữa hai thế hệ, cả từ bố mẹ lẫn con cái. Do đó tôi thấy buồn cho dân mình, cuộc sống cơ cực quá, ai cũng khó khăn, cũng stress, không biết cách nói chuyện với con cái. Nên khi lớn lên, con cái cũng có khoảng cách vô hình với cha mẹ. Hai bên ai cũng có vấn đề tâm lý cần giải tỏa. Trấn Thành cho biết mình rất chân thành và tình cảm. Thế nhưng câu nói bị xuyên tạc và lan truyền khiến nhiều người hiểu sai và chỉ trích anh. Anh nói thêm rằng, tổ nghiệp làm chính, nếu nãy giờ tôi có nói gì sai thì tổ nghiệp sẽ lấy lại hết. Đừng hại tôi nữa, tôi muốn sống bình yên. Tôi nói bằng tất cả trái tim của tôi. Khi đó trong vài năm qua, Trấn Thành ít khi có các cuộc phỏng vấn trực tiếp vì sợ bị xuyên tạc. Sau ồn ào này, Trấn Thành cũng tuyên bố từ nay về sau, anh xin phép không trả lời phỏng vấn bất cứ kênh truyền thông, báo chí nào. Và tính đến trưa ngày 17 tháng 3 thì bố già đạt doanh thu 240 tỷ đồng. Trên đường đi học về thì một học sinh nữ lớp 6 ở Bà Rịa Vũng Tàu đã bị một người đàn ông lạ mặt đánh ngất xỉu trong lô cao su. Mặc dù đã van xin nhưng người đàn ông này vẫn bóp cổ và hành hung em. Sau giờ tan học chiều hôm qua thì em M, học sinh lớp 6A3 trường trung học cơ sở Phan Bội Châu, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chạy xe đạp về nhà. Khi đi ngang qua lô cao su đội 3 thì bất ngờ bị một người đàn ông đi từ phía sau giật tóc lại rồi đánh túi bụi vào mặt. M bị người đàn ông chèn lên cổ nhưng vẫn cố van xin người này đừng đánh mình nữa. Tuy nhiên, người đàn ông lạ mặt vẫn liên tục đánh vào mặt cho đến khi em ngất xỉu. Sau đó một người khác đi ngang phát hiện em nằm bất tỉnh trong lô cao su nên kêu dậy. Em chạy đến nhà cô ruột của mình gần đó kêu cứu và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mặt bị nhiều vết thương sưng đỏ, môi dập và rất hoảng loạn. Gia đình biết hiện M rất hoang mang, lo sợ nên gia đình không hỏi được vì sao cháu bị đánh và ai đánh. Cơ quan công an huyện Châu Đức đang truy tìm người đàn ông đánh nữ sinh. Thưa quý vị, ngoài đặt cách cấp phép cho Trung tâm Phục hồi Chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên hoạt động, thì tỉnh Hà Tĩnh còn cấp hơn nửa tỷ đồng để trung tâm này duy trì. Từ năm 2016 đến năm 2018, thì tỉnh Hà Tĩnh đã hỗ trợ Trung tâm Phục hồi Chức năng và Dưỡng sinh Võ Hoàng Yên, địa chỉ tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, số tiền là 506 triệu đồng để mua sắm phương tiện, thiết bị khám chữa bệnh. Cụ thể, vào năm 2012 đã hỗ trợ 200 triệu, năm 2014 hỗ trợ 150 triệu, đến năm 2015 thì hỗ trợ 100 triệu và năm 2016 hỗ trợ 56 triệu đồng. Mặc dù trung tâm đã dừng hoạt động từ đầu năm 2016, theo lời của trưởng phòng hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính Hà Tĩnh, số tiền trên không hỗ trợ trực tiếp cho ông Yên mà hỗ trợ qua trung tâm và được cấp dự toán qua Hội Đông Y tỉnh. Các khoản chi này cũng được kho bạc kiểm soát. Ông Võ Hoàng Yên được Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh mời về chữa bệnh tại Hội Đông y Hà Tĩnh vào năm 2011. Thời điểm đó, ông Yên được Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Xuyên cấp khu đất đắc địa rộng hơn 64.000m² để xây dựng trung tâm phục hồi chức năng, dưỡng sinh và vườn cây thuốc nam. Song không rõ lý do gì, trung tâm này không được xây dựng. Đến tháng 12 năm 2012, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh có quyết định giao ngôi trường cấp 2 cùng khu đất rộng hơn 18.000m² bỏ hoang để ông Yên làm trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên. Đất được giao theo hình thức không thu tiền sử dụng đất. Vào sáng sớm hôm nay thì một xe đầu kéo container ôm cua ở vòng xoay Lý Thái Tổ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ lật ngang khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ sáng nay, ngày 18 tháng 3, tại vòng xoay Lý Thái Tổ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm trên thì nam tài xế khoảng 45 tuổi, lái xe đầu kéo container mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, ôm cua ở vòng xoay Lý Thái Tổ hướng về quận 5 thì bất ngờ lật ngang.
5 tài xế bị thương nhẹ, mở cửa thoát khỏi cabin. Xe đầu kéo bị hư hỏng, nằm chắn ngang một phần đường tại vòng xoay. Một nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực vòng xoay không có người qua lại. Vụ việc kéo dài đến giờ cao điểm sáng khiến giao thông ở các tuyến đường Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Sư Vạn Hạnh và hướng vào trung tâm thành phố bị ùn tắc nghiêm trọng. Đến gần 8 giờ thì cơ quan chức năng quận 10 mới điều khiển xe cẩu đưa phương tiện bị tai nạn ra khỏi khu vực. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm tin cuối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Shine TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.